Hoàng Phát Piano xin chào các bạn. Hôm nay Hoàng Phát Piano sẽ giới thiệu với quý vị các bạn một chiếc đàn dương cầm, một cái đàn piano đứng upright piano rất đặc biệt. Và vì sao nó đặc biệt thì xin mời quý vị cùng xem cái đàn này nhé. Đấy, đầu tiên là theo cảm quan ban đầu, cái đàn này có một cái hình thức rất là bắt mắt và nó khác hẳn hoàn toàn so với những cái đàn piano đứng thông thường. Hình thức thì cái màu sắc thì là rất là đẹp, màu sắc là màu đỏ đô, và cái phần mặt tiền của nó ở đây, phần nắp đậy phím, nó cũng được thiết kế rất là đặc biệt, độc đáo, nó không giống như cái đàn thông thường. Đó, cái phần nắp nó dày hơn này, và nó có in cái logo hãng Rosentok, là một cái thương hiệu đàn được sản xuất tại Hàn Quốc. Và cái đàn này cũng là một cái sản phẩm đặc biệt, nó được thể hiện ở chữ Rosen Special ở đây. Đây là một sản phẩm tâm huyết, cũng như là một cái sản phẩm để tạo nên cái thương hiệu của hãng Rosentok. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi tìm về bên trong nội thất nó có những cái gì. Vì trước mắt thì chúng ta vẫn đang xem về ngoại thất. Nó có hình thức độc đáo là cái phần nắp đậy này, nó được làm liền và nó to, rất là sang trọng. Trên này là cái phần giá để sách, thì cũng được thiết kế là một cái giá rất rộng. Chúng ta có thể để được 1, 2, 3, 4, khoảng 4, 5 trang nhạc ở đây, rất là tiện cho diễn người sử dụng. Đó, những cái đàn thông thường thì cái giá nhạc nó chỉ được rất là ngắn, và để tầm khoảng 2 đến 3 bản nhạc là khó rồi. Nhưng cái này thì là rất tiện lợi, để được khoảng 5 bản nhạc kẹp theo cái dán nhạc này, mà trong quá trình chơi hỗ trợ rất nhiều cho người chơi đàn, không phải dở đi dở lại rất là nhiều tờ giấy. Đó. Và cái mặt tiền đằng trước này được thiết kế cùng giống như cái form của những cái đàn KY cao cấp như là KY BL82, 81. Đấy. Nó có cái chân là chân cong, chân cong hình chân hươu, cũng rất là đẹp. Tổng thể cái đàn này thì trước tiên chúng ta nhìn vào đã thấy là nó có một cái gọi là một cái sản phẩm rất là mang tính nghệ thuật, chứ không hẳn là một cái đàn piano nữa. Đó, chúng ta nhìn thấy tổng thể cái đàn rất là hài hòa và bắt mắt, không ạ? Sang trọng. Đặt cái đàn này ở trong nhà thì chắc chắn sẽ nâng lên rất nhiều tầm về kiến trúc cho ngôi nhà. Tôi sẽ kiểm tra về âm thanh của cái đàn này một chút để xem nó có cái gì đáng nói để nó tạo nên cái sự đặc biệt của cái đàn này không. Phần chung là âm thanh rất là vang, mặc dù là đang đóng cái nắp nhưng mà âm thanh cũng nó rất là to và vang. Đàn này rất là chắc chắn đấy, và nó sáng, chứng tỏ là cái người dùng trước đây người ta rất là ít sử dụng. Phím chắc, cái này thì cần lên dây lại một chút xíu là được, thì âm thanh nó sẽ đều và nó không bị phô. Hiện tại thì cái đàn này vẫn còn nguyên bản từ khi chuyển đến bên Nhật về, nên là chúng tôi cũng chưa có căn chỉnh dây.
đây rồi thì âm thanh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ kiểm tra phần bên trong. Cái nắp đẹp, tôi vẫn ấn tượng với cái nắp này rất là rất nhiều ấn tượng. Để làm nên cái đàn này đây chính là thương hiệu của cái đầu búa nỉ này, và cái đầu búa nỉ này được nhập khẩu trực tiếp sản xuất từ công ty thương hiệu là Royal York Fell. Đây là một thương hiệu sản xuất đầu búa cung cấp cho những cái đàn đắt tiền như là Steinway & Sons. Đó, thì đây là những cái đầu búa mà được đặt hàng cái đàn này, và cũng là cái đàn đầu búa đàn. Vì vậy là âm thanh của cái đàn này chắc chắn rất hay so với những cây Rosentop thông thường. Đây là cây Rosentop bản đặc biệt, và muốn tìm cái cây này là cây thứ hai ở Việt Nam hay ở trên nước khác ở trên thế giới cũng rất khó. Đấy là cái điểm độc đặc của cái đàn này. Màu sắc thì là màu đỏ đun hay còn gọi là đỏ mận, hơi nhạt và hơi đen một chút. Nó rất là sang trọng, và tất cả cái phần vỏ, body cũng như máy móc đều rất mới, phím rất chắc. Đó, phím rất chắc. Tầm khoảng 30-40 triệu thì đây là một lựa chọn chắc chắn là sẽ rất thú vị cho những khách hàng yêu cái hình thức, cái thương hiệu Rosentop. Và quý vị các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin chi tiết cây đàn Rosentop RS300C hay liên hệ với website hoangphatpiano.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.